Hello mọi người, và hôm nay mình sẽ cho tất cả mọi người tô màu một bức tranh. Mọi người có biết là gì không ạ? Mình cũng chả biết nữa. Cái bông tài phải. Ok, để đỡ mọi người ra, mọi người mình sẽ dẫn mọi người tô luôn cái này nha. Ok, đây là màu của mình nha anh em. Lâu lắm rồi mình cũng trở lại màu á. Nửa thế kỷ à. Ok, mình sẽ dùng màu tím nha. Chưa quay những nguồn mới nè em ạ. Mẹ ơi, giờ toàn ngồi đây thì sao đây tào lao không? Ủa? Hồi xưa video lúc nào cũng tính mặt Tuấn Anh. Nhiều hồi trước mình ngồi đây mà. Đây ngồi đây làm gì nhỉ? Này biết chưa? Đầu tiên mới vào là ông nhường chỗ này cho tôi mà. Đầu tiên chỗ của tôi ngồi là chỗ của ông. Đấy cho con kia, xong kia vào. Con Đâu? kia vào thì tôi mới ra đây. Đâu? Ngồi con kia là ông ấy xong bên kia. Xong rồi ngồi luôn ở đây. Mất thương rồi, thằng này nó cũng không thể làm được này. Canh. Được rồi, để đấy quay cho à. Kháng xin tự chịu. Lấy phí nhá. Ok. Bảo nó để đấy tôi quay cho à. Đó, cúc. Nhưng mà tôi lấy phí Con anh năm cũng lốp. phải. Con anh cũng phải. Giờ cho 5 lốp hương quay kháng cho nó quay không? Không. Kháng Quay xịt xong cũng kháng không mất gì? gì, không mất gì, nó chịu. Rồi thôi lại kệ nhá, tin mẹ lắm. 500 bây giờ không không thích nữa rồi, thích 5 5 triệu. triệu. Chịu ơi. Ok nha anh em. Mình tối này nha, mình đi vệ sinh chút. Ok. Tại sao sợi dây thừng này lại dễ dàng bị cắt đứt như vậy? Thật ra đây là cách mà bạn phải nước hay gọi là trên nhiệt tàu được bảo vệ. Người ta lắp đặt thêm những dao để ngăn chặn khúc cái dây thừng em. để đánh cá không vướng vào cánh quạt. Nếu làm chiếc dao này sẽ cắt đứt chúng và những dây đó sẽ không cứu được. Dễ dàng dễ dàng bắt được ngay cả những sợi dây thừng cắt đứt do đó cũng chỉ bao nhỏ mà cả tàu lớn đều khi cần thiết để bảo vệ cánh quạt. Tại sao sợi dây thừng này lại dễ dàng bị cắt đứt như vậy? Thật ra Ok nha. đây là Mình đây. Lại là mình đây. Bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo cái bức tranh của mình để tô nhé. Cảm ơn mọi Chút. người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau nha. Bye bye. Hello, xin chào tất cả các bạn đã theo dõi kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh về nói cái máy điện thoại nha. Ok nha mọi người. Ok nè nè. Nhưng mình không tin là nó nhìn xa cơ ngoại được như nào. Nên vô lo được 3 triệu nhỏ.
có độ phóng đại là 66x này. Để tính ra, bình thường thì những người thích đọc chip hay là quán cà phê tầm thượng ở thành phố thì người ta hay dùng siêu nhỏ. Trên với màu xám này tôi em. Siêu dày, Celestial Ultima, mấy trăm màn cổ đến từ thương hiệu Celestial. Mới nhất thực hiện lắp chiếc ống nhọn siêu zoom này lên trái bót rồi. Bây giờ để cho mình và cả các bạn cùng sát lập thì mình sẽ gắn trên kẹp để ship này lên trên chiếc ống nhọn này nhé. Từ 22 lần cho đến 66 lần. Và như các bạn thấy đây chính là chất lượng của chiếc ống nhọn này ở độ phóng đại 22 lần nhé. Còn đây là độ phóng đại 45 lần của chiếc Celestial Ultima 100 Ampere này. Bây giờ sẽ tăng nó lên 66 lần. Còn đây là độ phóng đại 66 lần của chiếc Celestial Ultima 100 Ampere này. So với chiếc ống nhọn này ở video thì các bạn thấy chiếc ống nhọn này nó phải chất lượng và hấp hơn. Hãy cho mình biết ý kiến nhé. Bạn này có một cái ống nhọn của mắt siêu zoom cũ xịn này nhé. Ok anh em. Anh đi mua pin mềm ơi. Ok. Mua mấy gói nhỉ anh đấy nhỉ? 6 gói. 6 gói. Anh ơi để cho anh đấy. Cho nó bó trời. 2 gói. 2 gói. Xong đến 2 rồi. Em 2, con anh 2. Sau em được anh 1 nữa là 5. Tức là thêm. Mình tính thêm của Việt là 7. Việt mua rồi. Việt mua rồi. À, Việt mua. Thế là còn mua từng đấy hơn 5 gói. 5 gói. 6 gói. Đen rồi. Tối làm kèo nữa. Ok nha mọi người. Mày em béo còn tiền. Ok, cày nhỉ. Cày đi. Nhập buồn là, luôn. Thì là hôm qua cũng có tí mẫu cấp. Hôm nay là bởi nghe nó sang chảnh hàng đại học đã. Tài khoản nó còn 15.065.000 nó chuyển cho mẹ nó 15 triệu để mua xe hết sạch. Đây uống này, uống cà phê ăn này. Còn 65.000 không cũng phải ăn hết sạch. Còn nước gì để chọc uống nhỉ? Sao tính? Mày ra được gọi là tự tin nhỉ? Ồ, có tí tiền ra vào mặt thì người khác. Bây giờ tên xem còn có thể xin tiền được ai nữa. Xin thiếu gì? Đào nốt ra. Một triệu là không đủ. Mẹ cái thằng điên này. Vậy. Không thể tự chỉnh được mà. Chỉnh như vậy. Không tự chỉnh được mà. Ý là cái thu mà nó bị lệch đúng không? Không có thể kéo nhỏ xong rồi muốn dịch cái này xuống là được mà. Kéo nhỏ này xuống. Xong bây giờ nó bắt thằng Thịnh là thu nhỏ kia mà. Cái... Nghĩa là nó đang bị kiểu là... Ai vặt. Nó không biết làm. Thằng Thịnh là làm cho anh Long. Mà thằng này nó là khách hàng của anh Long. Thì đưa nó ý là... Nhưng mà ông hiểu không? Tức là nha, nhìn cái thu mà okay. Nó chỉ cần thu nhỏ cái thu này vào. Thu nhỏ này phải vào xong cầm cái này chỉnh dịch lên là cái hình này nó khác. Bây giờ nó không thích không? Kiểu ba, ba. Một là không biết làm, hai là nó thích cho người khác làm cho chắc ăn. Rồi, ba làm dịch vụ được ba biết này. Không, mất, mất tiền mua mâm cái đâm cho thủng nhỉ. Tội gì sai được. Nhưng mà đơn giản lắm ý. Không thích chứ. Mẹ cái thằng này này. Chửi. Đúng rồi, làm sao được rồi. Không, nhưng ý là mấy cái nó dễ dễ thì nó... Ừ, cái này nó dễ quá luôn ý. Không nó cần thiết lắm. Không, không tự chỉnh được mà. Nó không cần thiết lắm ý. Ừ, đây, hỏi chấm ấy. Ok nha mọi người. Bây giờ nó còn bắt thằng Thịnh là cho dịch cái kia xuống phải cho nó đúng không của nó. Sao? Không có gì cả. Ý là nó không phức tạp đâu ấy. Nó chỉ cần cầm cái chuột xong kéo vào là được mà. Không cái gì khó đâu. Ừ. Đâu anh, nó kéo cái này nhỏ à? Kéo trực tiếp trong này thì không được nhá. Ý là chỉnh cái phông thì Photoshop vào cắt tí là xong. Vứt vào cắt xong luôn mà. Với thế thì nó thu nhỏ lại không được. Cái này đây là của kênh rồi mà. Như kiểu avatar mình ấy. Đây là chèn vào rồi. Nó chỉ lấy cái vứt phần này thôi đúng không? Nhưng mà cái ở bìa YouTube nó không thu được. Không như cái này mà anh cầm cái này này. Không kéo được. Nó không vươn thế thì kéo được mà. Số máy khổ quá mà không kéo được. Kéo thử bên nhỉ. Đây là ảnh. Đây là ảnh kênh của nó như này. Kì vậy. Kịch bài à. Ừ. Ok nên nè. Đố về. Về hết. Bài bì bò ơi.
Bọn này nó đóng mà, đóng của mấy cái con đấy. Cái này nó quá rồi, mình không biết sao. Không, ta bảo thì cái thì đấy, tại sao nó có thể làm được đó? Bởi vì cái máy bay là cái cơ bản xa, loại gỗ này vô cùng nhẹ. Ok nha. Có thể cầm bằng một tay, vì thế dùng nó làm công thân thì máy bay đủ thứ mà vẫn nhẹ. Vì trọng lượng bằng rất nhẹ nên nó có thể bay trong không khí rất lâu, có thể lên tới vài chục phút. Tất nhiên thì nhẹ thì không bay lâu được như vậy. Họ sắm một dây cao su và làm tròn làm bằng cái con cũng máy bay. Động năng tích trữ được giải phóng dần dần. Ok. Cuộc sống chiêu. Một người tôi. Nhớ còn 30% vậy. Thế biết hết cắm phơi cái sao. Nào, Facebook. C. Không cảm giác không vào. Đúng rồi. Nhiều lúc tôi cảm thấy nó không vào. Ấn mạnh là nó sẽ vào. Sẽ hôm nay check sinh nhật của. Ok nè em. Chị ơi xem qua anh có quen không là làm Ngọc Anh đây. Tốt rồi. Súp hảo hạ. Ok nha anh em. Rồi, gọi cửa rồi. Đừng mở đi nhá. Quay đầu luôn này. Ơ nhưng mà sao tay không thấy cầm pin à? Ok, ý vậy. Nó thấy tay cầm mấy điện thoại mà. Tay kia thì sao? Hai tay bấm mà. Kìa. Chắc đặt đất. Ok nè nè. Kinh vậy sao? Boss ba con cái. Idol. Ok nè em.
Ok nha. Không mà. Vô nha mọi người. Tao đi cho mình lấy cái thuốc nha, bye bye mọi người.